Xin chào các con, rất vui được chào đón các con đến với tiết toán hôm nay. Ở học kỳ 1, các con đã được làm quen với một số đơn vị thời gian như là tháng, tuần, ngày, giờ. Hôm nay, các con sẽ được làm quen với một đơn vị thời gian mới, đó là phút. Bài học hôm nay có tên là giờ phút. Mục tiêu của bài học hôm nay các con cần phải nắm đó là biết mối liên hệ giữa giờ và phút. Một giờ bằng bao nhiêu phút? Thứ hai, biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ ở số 3 và số 6. Thứ ba, biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian. Bây giờ, các con cùng cô tìm hiểu bài nhé. Trên màn hình của cô có một chiếc đồng hồ. Các con hãy quan sát xem đồng hồ chỉ mấy giờ. Để biết được đồng hồ chỉ mấy giờ, các con cần dựa vào vị trí của kim giờ và kim phút. Kim giờ là kim ngắn, kim phút là kim dài. Ở đây, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 12. Vậy ta nói đồng hồ chỉ 7 giờ. Các con hãy quan sát. Khi cô quay kim phút một vòng đồng hồ, thì kim giờ sẽ dịch chuyển như thế nào nhé? Khi cô quay kim phút một vòng đồng hồ, thì kim giờ sẽ dịch chuyển từ vị trí số 7 ban đầu đến số 8, tức là kim giờ đã quay được 1 giờ. Như vậy, 1 giờ bằng khoảng thời gian kim phút quay một vòng đồng hồ. Vậy 1 giờ bằng bao nhiêu phút? Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con tính số phút của một vòng đồng hồ. Các con hãy quan sát. Khi cô di chuyển kim phút từ vị trí số 12 sang số 1, thì khoảng cách từ vị trí số 12 đến số 1 là 5 vạch. Mỗi vạch tương ứng với 1 phút, vậy 5 vạch tương ứng với 5 phút. Tương tự, các con thấy các số trên đồng hồ đều cách nhau là 5 vạch, tức là cách nhau 5 phút. Vậy, để tính số phút của một vòng đồng hồ, ta tính bằng cách từ số này sang số khác ta đếm thêm 5. Hay ta có thể lấy số chỉ trên đồng hồ nhân với số 5. Bây giờ các con cùng tính với cô nhé. Đầu tiên, từ vị trí số 12 đến số 1 là 5 phút. Tiếp theo cô đếm thêm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Vậy, khi kim phút quay một vòng đồng hồ sẽ được 60 phút. Vậy bây giờ các con đã biết 1 giờ là bao nhiêu phút chưa? À đúng rồi, 1 giờ bằng 60 phút. Hay nói 60 phút bằng 1 giờ. Bây giờ các con hãy đọc lại theo cô nhé. 1 giờ bằng 60 phút. 60 phút bằng 1 giờ. Như vậy, các con đã tìm hiểu được mối liên hệ giữa giờ và phút, biết được 1 giờ bằng 60 phút. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xem giờ của đồng hồ nhé. Các con hãy quan sát đồng hồ sao. Ở đồng hồ này, kim phút nằm ngay vị trí số 12, kim giờ nằm ngay vị trí số 8. Đây chính là giờ đúng. Vậy, ta chỉ cần đọc số chỉ của kim giờ. Vậy giờ của đồng hồ này chính là 8 giờ. Bây giờ, nếu kim phút dịch chuyển từ vị trí số 12 sang số 3, thì kim giờ sẽ dịch chuyển như thế nào? Khi kim phút di chuyển từ vị trí số 12 đến số 3,
Các con thấy lúc này Kim Phúc đã quay được 1/4 của vòng đồng hồ, tức là Kim Phúc đã chạy được 15 phút. Khi đó kim giờ sẽ dịch chuyển qua vị trí số 8 một chút. Vậy giờ của đồng hồ này ta đọc như sau: 8 giờ kèm với số phút mà Kim Phúc đã chạy được, đó là 15 phút. 8 giờ 15 phút. Nếu Kim Phúc di chuyển tiếp đến vị trí số 6 thì kim giờ sẽ di chuyển như thế nào? Các con thấy Kim Phúc di chuyển đến vị trí số 6, tức là Kim Phúc đã đi được 1/2 vòng tròn vòng đồng hồ, hay nửa giờ. Vậy nửa giờ bằng 30 phút, hay ta còn gọi là rưỡi. Khi đó kim giờ di chuyển đến vị trí giữa số 8 và số 9. Vậy giờ của đồng hồ lúc này được xác định như sau: khi kim giờ chỉ giữa số 8 và số 9, ta sẽ lấy số giờ đứng trước kim giờ tính theo chiều kim đồng hồ quay là 8 giờ kèm với số phút mà Kim Phúc đã chạy được, đó là 30 phút. Ngoài ra 30 phút còn đọc là rưỡi, nên ta có cách đọc khác là 8 giờ rưỡi. Như vậy, khi xem giờ của đồng hồ, ta cần lưu ý như sau. Nếu Kim Phúc chỉ ngay vị trí số 12, kim giờ chỉ ngay số nào đó, đây chính là giờ đúng, thì ta chỉ cần đọc số giờ. Nhưng như đồng hồ này, ta đọc là 8 giờ. Nếu Kim Phúc nằm ở vị trí số khác, thì ta sẽ đọc giờ kèm với số phút. Ví dụ như đồng hồ này, ta sẽ đọc số giờ là 8 giờ kèm với số phút là 15 phút. 8 giờ 15 phút. Nếu Kim Phúc dịch chuyển sang vị trí số 6, kim giờ nằm ở vị trí giữa hai số 8 và 9. Thì khi xem kim giờ nằm giữa ở vị trí hai số, thì khi xem giờ ta xác định số giờ là số đứng trước kim giờ kèm với số phút. Ví dụ như đồng hồ này, kim giờ nằm giữa vị trí số 8 và số 9, ta sẽ lấy số giờ đứng trước kim giờ là số 8 kèm với số phút là 30 phút. Ta đọc 8 giờ 30 phút. Và 30 phút còn gọi là rưỡi, còn đọc là rưỡi, nên ta còn cách đọc khác là 8 giờ rưỡi. Như vậy, các con vừa tìm hiểu cách xem giờ của đồng hồ. Để khắc sâu kiến thức các con vừa học, bây giờ các con thực hành làm các bài tập sau. Bài 1: đồng hồ chỉ mấy giờ? Trên màn hình của cô có 4 đồng hồ: đồng hồ A, đồng hồ B, đồng hồ C và đồng hồ D. Nhiệm vụ của các con là vận dụng những kiến thức mà cô vừa giảng để thực hành xem giờ các đồng hồ sau. Để làm đúng bài tập này, các con cần chú ý vị trí của kim giờ và Kim Phúc. Nếu Kim Phúc chỉ ngay vị trí số 12 và kim giờ chỉ ngay số nào đó, thì ta chỉ cần đọc số giờ. Nếu Kim Phúc nằm ở giữa hai số, nếu kim giờ nằm ở giữa hai số, thì khi đọc giờ ta sẽ lấy số giờ nằm ở trước kim giờ tính theo chiều kim đồng hồ và kèm với số phút mà Kim Phúc chỉ.
Ngoài ra, nếu Kim Phúc nằm ở vị trí số 6, thì ta có hai cách đọc là 30 phút hoặc là rưỡi. Vậy các con đã nắm được yêu cầu chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài 2, mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào? Cô có 4 bức tranh vẽ sau. Tranh 1, bé Mai ngủ dậy lúc 6 giờ. Tranh 2, Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút. Tranh 3, Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Tranh 4, Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút. Tương ứng với các tranh là các đồng hồ A, B, C, D. Nhiệm vụ của các con là xem số giờ hoạt động của bé Mai để nối với đồng hồ cho phù hợp. Bài 3. Tính theo mẫu. Câu A. 1 giờ cộng 2 giờ. Các con thấy đây là phép tính cộng, có chứa đơn vị thời gian là giờ. Để làm phép tính cộng có chứa đơn vị, đầu tiên ta cộng các số trước, rồi viết đơn vị sau kết quả. Ta lấy 1 cộng 2 bằng 3. Và đơn vị ở đây là giờ, nên ta viết giờ ở sau. Tương tự câu B. 5 giờ trừ 2 giờ. Với phép tính trừ, có chứa đơn vị, ta cũng làm tương tự như phép tính cộng. Đầu tiên, ta thực hiện trừ các số trước, rồi viết đơn vị ở sau kết quả. 5 trừ 2 bằng 3. Ở đơn vị ở đây là giờ, nên cô viết giờ ở sau. 3 giờ. Tương tự có các bài sau. Các con về làm theo mẫu cô hướng dẫn nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các con về nhà làm phiếu bài tập toán hôm nay và chuẩn bị bài thực hành xem đồng hồ trang 126. Chúc các con luôn vui khỏe. Mến chào các con.